Đối với set đồ đen có phần nhàm chán, những món phụ kiện như ví cầm tay, một chiếc mũ hay đôi giày cao gót phá cách đều sẽ tỏa sáng rực rỡ trên nền đen của trang phục. Màu đen luôn khiến người mặc trở nên mảnh mai hơn. Chính vì thế, nhiều người thường mắc sai lầm khi chọn quá nhiều món đồ đen bó sát để trông thon thả hơn. Vô hình chung khiến khuyết điểm cơ thể lộ rõ. Lựa chọn khôn ngoan nhất khi mặc đồ đen chính là hãy tin dùng những mẫu hơi rộng một chút. Như thế, nếu bạn gầy sẽ không trở nên quá thon teo, nếu bạn mập cũng không bị lộ nhiều khuyết điểm. Phối nhiều loại chất liệu khác nhau. Một trong những cách chơi thú vị nhất khi mặc đồ đen chính là phối nhiều loại chất liệu khác nhau. Trắng và đen là hai màu sắc cực kỳ dễ phối và tạo nên hiệu ứng thị giác tuyệt vời. Đen là màu sắc hoàn hảo để tạo nên một bộ trang phục bất đối xứng. Sự mất cân bằng giữa hình dáng trang phục sẽ kết hợp với sắc đen huyền bí để tạo nên hiệu ứng thị giác hoàn hảo. Đây có lẽ là nguyên tắc quan trọng nhất khi mặc màu đen. Đen sẽ là màu nêu bật một mái tóc chưa chải, một đôi mắt thiếu ngủ hay một gương mặt nhợt nhạt. Chính vì thế, hãy chỉ mặc màu đen khi thực sự tự tin với vẻ ngoài hoàn hảo của bản thân. Màu đen có thể khiến bạn trông già hơn nếu không trang điểm hay trang điểm lệch tông. Nếu muốn trang điểm đậm, hãy nhấn nhá vào phần mắt. Nếu muốn tự nhiên hơn, hãy dùng son màu ni hay cam. Đen được xem là màu hoàn hảo nhất dành cho những người có màu da sáng và mái tóc đen. Đối với những người thuộc tông da ấm như vàng, nâu, màu đen có thể khiến gương mặt trở nên nhợt nhạt và mệt mỏi. Để khắc phục điều này, hãy dùng phụ kiện như vòng cổ hay khăn để làm sáng gương mặt. Hãy quên đi nguyên tắc màu đen chỉ có thể mặc cùng trắng hay đỏ đi, vì mọi màu sắc đều có thể trở nên thật hài hòa khi đi cùng màu đen. Tương tự như bất đối xứng, những chi tiết cut out sẽ mang lại ấn tượng thị giác triệt để khi đi cùng màu đen. Thắt lưng và túi xách làm từ da chất lượng tốt sẽ tạo điểm nhấn và chiều sâu cho bộ trang phục đen. Đinh tán, trang sức đá hay phụ kiện vàng đều trông rất nổi bật trên nền đen và tạo điểm nhấn đắt giá cho cả bộ trang phục. Trang phục ren đen luôn tạo ra quyền năng đặc biệt và bất khả xâm phạm lên trí tưởng tượng. Trang phục ren đen giúp người mặc trở nên quyến rũ, mà không phô vang, yểu điệu và không yếu đuối. Chính vì thế, hãy mặc ren đen khi muốn có vẻ ngoài thật sang trọng và quý phái.